chấn động, sự thật tuyệt vời chưa từng có. Tuổi Đinh Mùi 1967, lộc trời ban xuống, gặp may liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi đời giàu như vũ bão, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng, dòng đời vẫn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành, nỗi buồn có ngọn có ngành. Mỗi cây mỗi quả tươi xanh tùy người, tốt duyên vui vẻ tươi cười, xấu duyên cay đắng dã rời tâm can, nhiều lúc một mình khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời. Khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu trăng, nhân quả phán công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua, nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Có duyên biết mệnh, Đinh Mùi 1967 bất ngờ nhận lộc lớn trời ban, tiền về tới tấp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt 6 tháng cuối năm 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều biến động khôn lường, nhiều cô bác tuổi Đinh Mùi tự hỏi không biết tương lai của mình hung cát ra sao và khi đã qua cột mốc 60 năm cuộc đời. Nhiều cô bác không khỏi lo lắng bất an vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi, thân quen dần rời xa cõi đời mà bần thần cô đơn, xót xa cõi lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi tướng số nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi huyền học cùng giới chiêm tinh tử vi đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là con giáp được luận giải về vận trình 6 tháng cuối năm 2024, dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến tuổi Đinh Mùi hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công. Nhưng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, chỉ cần biết 4 điều đại kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu có hưởng phúc ba đời, gia đạo sung túc, tinh thần hạnh phúc, tiền của sung túc, công danh thịnh vượng. Vậy, vận trình cụ thể trong 6 tháng cuối năm về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của người tuổi Đinh Mùi cụ thể sẽ ra sao và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có nhanh chóng trong 6 tháng cuối năm này? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Đặc biệt ở phần cuối video, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về 4 điều đại kỵ cần lưu ý, giúp tuổi Đinh Mùi tránh họa đắc phúc, hưởng lộc hậu vận, giàu có và bình an. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lã số tử vi dưới đây. Đầu tiên, đặc trưng phân biệt về người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, yếu tố thuộc nhóm nước, hướng Nam, Tây Nam, màu xanh nhạt, cực âm, đá quý ngọc lục bảo, số may mắn, ý nghĩa, số 12, số thứ tự, thứ 8, mùa, mùa hè, tháng, tháng 7, đồng minh, người tuổi Mão, người tuổi Hợi, kẻ thù, người tuổi Sửu, tương ứng với tử vi phương Tây là cung cự giải. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, những người tuổi Mùi thuộc vị trí thứ 8 trong biểu đồ chiêm tinh học, giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người, họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người, bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác, họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống, bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ, họ là những người công tư phân minh. Khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung, khi làm việc tập thể. Dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, tuổi Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên người ta thường cho rằng, nếu sinh vào mùa đông tuổi Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn, tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng, dù có gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Là người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, vì vậy, tuổi Đinh Mùi mệnh thủy được mọi người xung quanh yêu quý. Hơn nữa, họ luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh bằng sự nhân hậu, tốt bụng của mình. Những người này mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc,
Một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Tuổi Đinh Mùi mệnh thủy thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu muốn thành công, những người này cần phải quyết đoán hơn nữa. Sự do dự đôi khi khiến họ bỏ qua nhiều cơ hội tốt cho mình. Xem tử vi 2024 Đinh Mùi theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Đinh gặp giáp bình hòa, các phương diện cuộc sống bình ổn, ít bị xáo trộn. Xét về địa chi. Mùi gặp thìn bình hòa, vận trình dần có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh, công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành. Bản mệnh và lưu niên tương khắc, gây áp lực về tinh thần, khiến sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về gan, thận. Tiểu kết, xét về các yếu tố can chi, ngũ hành đều thấy dấu hiệu bình ổn trong năm 2024 với tuổi Đinh Mùi nam mạng. Các phương diện cuộc sống đều duy trì hài hòa, công việc làm ăn tiến triển tốt, tiền bạc cũng được cân bằng, có khoản tích lũy. Sức khỏe không gặp bất lợi nào quá lớn, chủ yếu do tinh thần chi phối mà gây căng thẳng, lo âu, khiến gan, thận bị áp lực mà thôi. Năm Quý Mão của người tuổi Đinh Mùi là năm hiếm hoi của một đời người, do có sao Tử Vi và sao Long Đức chiếu mệnh, nên họ có một bước tiến mới trong quan hệ nhân tế cũng như có quý nhân phù trợ, giống như hổ có thêm cánh. Năm 2023 vừa qua, người tuổi Mùi có sao Thiên Mã chiếu mệnh nên rất bận rộn. Năm Giáp Thìn, người tuổi Đinh Mùi vẫn tiếp nhận dư âm thế vận của năm trước, lại thêm có sao Cát chiếu mệnh cho nên có thể giành được hoàn cảnh tác chiến khả quan, có thể thực hiện các ý tưởng. Ngoài ra, năm Giáp Thìn, người tuổi Đinh Mùi còn có sao Giải Thần, Thiên Giải nhập cung mệnh, cho nên có thể hóa giải hết tai ách, những hung tinh bay đến đều bị phá. Lại thêm sao Cát nhập cung mệnh, nên có thể nói rằng, năm Giáp Thìn là năm thịnh vượng của người tuổi Đinh Mùi, vì thế, họ có thể tập trung toàn lực tiến công đại lợi khi đầu tư hay sáng nghiệp. Người sinh năm 1967 đại lợi khi sáng nghiệp, do có sao Thiên Ấn Quý Nhân và sao Văn Xương chiếu mệnh, nên những người làm công tác văn học nghệ thuật sẽ giành được nhiều thành công đáng kể. Người này có thế vận cực đẹp, do có sao Văn Xương chiếu mệnh, cho nên có thể tiến, đặc biệt tốt cho việc thăng quan tiến chức. Về phương diện sự nghiệp và tài vận. Năm Giáp Thìn, người tuổi Đinh Mùi đại lợi khi tiến công, nhất là vào 6 tháng cuối năm, nửa đầu năm có điểm vất vả hơn, vì thế, bản mệnh nên tập trung toàn lực tiến công vào cuối năm. Ngoài ra, năm Giáp Thìn là năm người tuổi Đinh Mùi giành được đại lợi ở phương xa, năm Giáp Thìn là năm tác chiến, cũng là năm cải cách và là năm kết nhân duyên của người tuổi Đinh Mùi. Nhưng năm Giáp Thìn giống như thời chiến quốc, có rất nhiều anh hùng xưng bá, cho nên người tuổi Đinh Mùi cũng nên tranh thủ cơ hội để nghỉ ngơi, khai khẩn không gian quan hệ nhân tế của mình. Năm Giáp Thìn, người tuổi Đinh Mùi sẽ thu được lợi lớn khi làm nghề kinh doanh đồ gỗ, phục trang, in ấn, xuất bản. Nhìn chung, năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành nhiều may mắn, cơ hội để bứt phá đối với người tuổi Đinh Mùi và có 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng, thăng hoa, bùng nổ tài lộc của Đinh Mùi. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận lên đời nhanh chóng, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc phủ phê chật két trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Đinh Mùi. Tử vi tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán là một thời kỳ may mắn, nhiều hứa hẹn đặc biệt. Người tuổi Đinh Mùi có thể trở thành những chuyên gia với công việc tiến triển tốt đẹp, những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có một năm thành công, thu về lợi nhuận lớn với sự giúp đỡ của quý nhân. Những thử thách trong công việc sẽ tốt cho tuổi Đinh Mùi vì chúng đưa tín chủ thoát ra khỏi vỏ bọc và khám phá hết tiềm năng của mình. Đây sẽ là nửa cuối năm dồi dào về tài chính và được hưởng hạnh phúc của tuổi Đinh Mùi, bản mệnh sẽ được tăng lương tại nơi làm việc khi hoàn thành tốt công việc. Ngoài ra, doanh nghiệp của gia chủ cũng sẽ đạt lợi nhuận lớn và các khoản đầu tư của đương sự trước đây sẽ sinh lời trong nửa cuối năm nay. Theo tử vi năm nay của tuổi Đinh Mùi, vận niên là xà hãm tĩnh, nghĩa là rắn bị rơi xuống giếng, do vậy năm nay mệnh chủ nên cẩn thận phòng tránh tai nạn, tính toán thật kỹ trước khi làm việc để không gặp thất bại. Bên cạnh chú ý việc làm ăn, vận niên này sẽ đem đến cho bạn tâm trạng vui vẻ, thoải mái và tích cực hơn. Cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh tuổi Đinh Mùi rất thú vị và bản mệnh sẽ bận rộn với những lễ kỷ niệm và buổi tiệc tùng. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mùi cuối năm nay nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đi lại cẩn thận và giữ cho tâm trạng luôn tỉnh táo, tránh áp lực căng thẳng trong cuộc sống. Về công việc, sự nghiệp tuổi Đinh Mùi cũng gặp may mắn rất lớn trong phát triển sự nghiệp công danh.
Với sự giúp đỡ của ngôi sao tốt lành Hữu Bật, Tín Chủ được quý nhân phù trợ thăng tiến và hỗ trợ trong công việc, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Vào 6 tháng cuối năm tới, để đạt được bước đột phá lớn hơn trong sự nghiệp, các bác cần thực tế, chăm chỉ trong công việc và phải có khả năng xử lý tốt các mối quan hệ giữa con người với nhau. Dự đoán tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Mùi 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy, sự nghiệp của gia chủ đang tiến triển rất tốt. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn vì Đinh Mùi đã quyết tâm tận dụng tốt tài năng, kỹ năng và khả năng của mình. Nửa cuối năm nay mệnh chủ sẽ đẩy mạnh trong hoạt động làm việc nhóm với đồng nghiệp, các bác nên đánh giá cao ý kiến đóng góp của họ để có kết quả làm việc thật hiệu quả. Cuối năm nay bản mệnh cũng sẽ phải chú ý đến sự nghiệp của đối tác, hãy hỗ trợ khi họ cần và khuyến khích họ vượt qua thử thách để đạt được những kết quả tích cực. Tử vi sự nghiệp 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Đinh Mùi khuyến khích các bác hãy giúp đỡ cấp dưới tại nơi làm việc. Mệnh chủ có kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời và nên sử dụng chúng trong công việc, trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác, sẽ thêm phước báu cho cuộc sống của mình quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi nhé. Về tài lộc, tuổi Đinh Mùi có vận may tài chính rất tốt vào 6 tháng cuối năm này với sự che chở của ngôi sao tốt lành Cự Môn. Bản mệnh sẽ gặp rất nhiều may mắn về tài chính, tích lũy được của cải, kết giao nhiều bạn bè và đối tác trong các giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, các bác vẫn cần nhớ phải thực tế và chú ý đến việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt trong giao dịch kinh doanh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng phải phát triển ý tưởng, mở rộng tầm nhìn và khả năng cá nhân, nhất là thầy tử vi nhắc nhở rằng, Tín Chủ nên cẩn thận với các khoản chi, hãy tiết kiệm nhiều hơn và nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, thay vì chi tiêu vô bổ và lãng phí. Bên cạnh đó, các bác phải tìm cách tạo ra thu nhập mới thay vì chỉ chờ vào nguồn lương cố định mỗi tháng. Hãy biến đam mê của bản thân mình thành một công việc kinh doanh có thể đem đến lợi nhuận và phát triển kinh tế cho gia đình. Và để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào năm 2024, người tuổi Đinh Mùi có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt và lựa chọn hướng Nam, Đông sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bản mệnh có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Mùi năm 2024 sẽ là trắng, đỏ, xanh. Con số may mắn cho người tuổi Mùi năm Giáp Thìn 2024 là số 2, số 4 và số 8. Về vấn đề sức khỏe, nhìn chung, vận trình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi không tệ trong 6 tháng cuối năm 2024 sắp tới, bản mệnh sẽ duy trì được trạng thái sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên cẩn thận để không có quá nhiều áp lực công việc trong cuộc sống hàng ngày, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên lưu ý không thức quá khuya, ngoài ra, nên đặc biệt cẩn thận khi ra ngoài, cố gắng tránh đến những nơi đông đúc. Đặc biệt, các bác cần chú ý chăm sóc sức khỏe con cháu thật tốt, nếu có biểu hiện nhẹ như sốt và cảm cúm cũng đừng nên bỏ qua. Cần đi thăm khám sớm để chủ động bảo vệ cơ thể cho họ một cách tốt nhất. Về chuyện tình duyên, gia đạo, tuổi Đinh Mùi sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ vào 6 tháng cuối năm Giáp Thìn, không những kém may mắn trong việc thu hút người khác giới, mà còn dễ bị vận đen lôi kéo vào chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, bản mệnh nên giữ thái độ khiêm tốn và cẩn thận hơn khi kết thân với người khác giới. Đối với những người tuổi Đinh Mùi đã kết hôn, nên chú ý hơn đến việc giao tiếp với bạn đời và quan tâm nhiều hơn đến đối tác. Ngoài ra, mệnh chủ nên có thái độ bao dung hơn. Nếu muốn có một mối quan hệ bền vững, các bác và đối phương cần có mục tiêu chung, cùng học cách xây dựng mối quan hệ của chính mình, nhất là Tín Chủ nên tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Đinh Mùi không nên có biểu hiện chiếm hữu như luôn muốn ở bên bạn đời của mình. Hãy cho nhau không gian và thời gian riêng để không có tranh cãi xảy ra và giúp bạn phát triển cá nhân tốt hơn. Những người thân yêu trong gia đình vẫn sẽ luôn ở bên để giúp đỡ các bác ổn định cuộc sống. Đó chính là quý nhân hỗ trợ mệnh chủ vượt qua mọi khó khăn. Hãy đánh giá cao những đóng góp và sự quan tâm của họ dành cho mình. Các bác sẽ tìm thấy hạnh phúc khi được bao quanh bởi người thân, tận hưởng thời gian vui vẻ và bình yên trong cuộc sống gia đình. Thưa quý cô bác, dự báo tử vi năm 2024 của tuổi Đinh Mùi cho thấy rằng đây sẽ là 6 tháng đặc biệt và may mắn với bản mệnh, nữ giới có khả năng sẽ được thăng tiến tại nơi làm việc, trong khi nam giới có thể học cách mở rộng kiến thức và những kỹ năng mới, giúp họ có được nền tảng vững chắc cho tương lai. Các bác sẽ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vượt qua thử thách càng nhiều, mệnh chủ càng trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn vì những điều tốt đẹp các bác đang và sẽ làm. Phước báu và vận may sẽ tiếp tục chảy trong cuộc sống của các bác. Năm 2024 sẽ là năm để các bác tỏa sáng. Chúc mừng các bác nhé! Hãy nắm bắt thật tốt, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình các bác nhé! Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Đinh Mùi trong 6 tháng cuối 2024.
Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 6 âm lịch. Ở tháng 6 mọi chuyện sẽ hanh thông hơn với bạn, nam nữ tuổi Đinh Mùi sẽ thuận lợi hơn trong công việc, suôn sẻ hơn trong các mối quan hệ làm ăn, bản mệnh nên tận dụng những may mắn trong tháng này nhé. Về sự nghiệp, dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song tháng mới vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi này. Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Mùi chủ về sự thăng quan, tiến chức, theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt, quan đới rất có lợi cho các bác tuổi Đinh Mùi làm quan chức, lãnh đạo cấp trên, tức những người nắm quyền hành trong tay. Rất có thể bản mệnh sẽ có sự điều chuyển về vị trí công tác, nhưng yên tâm là đều theo chiều hướng tích cực. Nhưng nhắc nhở tuổi Đinh Mùi đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang, càng có lợi thế trong tay. Bạn càng cần giữ vững phương châm thắng không kiêu, bại không nản, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Mùi được tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu hoạch bất ngờ tăng mạnh, đầu tư, kinh doanh mát tay, tiền thu đầy túi. Ban đầu, bản mệnh có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư do chưa chắc chắn về tính hiệu quả. Song dưới sự phù trợ của thực thần, các bác vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý. Những người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi, hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực yêu thích, mở cửa hàng kinh doanh, mở rộng quy mô làm ăn, bước đầu có thể gặp khó khăn, nhưng nếu thực sự nỗ lực, mệnh chủ hoàn toàn có thể có tương lai tươi sáng. Với người làm công việc cố định, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài lộc lại giảm sút được. Bởi vậy, những chú dê cứ kê cao gối mà ngủ, nỗ lực phấn đấu rồi cũng có ngày được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, sức mạnh của quan đới mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạn mà cả tài lộc cũng vượng phát. Một khi công việc thuận lợi, nhìn thấy thành quả rồi, tín chủ tự tin đề xuất tăng lương, tăng mức thưởng thì chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được cấp trên. Dẫu tiền bạc rủng rỉnh là thế, nhưng nhắc nhở bản mệnh đừng vội chủ quan khinh suất, luôn có thái tuế hung tinh rình rập phía sau, tiểu nhân chỉ trực chờ các bác lơ là lập tức ra đòn đánh úp, gây tổn thất tiền của. Càng có tiền trong tay, Đinh Mùi càng cần sáng suốt và thận trọng hơn trong đầu tư, có chính kiến rõ ràng, đừng chỉ biết nghe và làm theo phong trào, rủi ro tiềm ẩn sẽ rất cao. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 được dân gian quan niệm là tháng cô hồn, nên cũng sẽ không may mắn nhiều, Đinh Mùi nên chú ý đến mối quan hệ trong gia đình. Ở tháng này, mọi người trong nhà hay gặp những chuyện buồn phiền, trái ý, thiếu hòa khí. Tháng 7 này tuổi Đinh Mùi cần phải đề phòng những tai họa mà tiểu nhân mang tới, bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn trong công việc, có cái do nguyên nhân khách quan. Nhưng phần đa là do tiểu nhân tìm cớ hãm hại, công việc đã nhiều, áp lực đã lắm, ấy vậy mà tiểu nhân đâu có buông tha, bản mệnh có thể xảy ra mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hay đối tác làm ăn cùng, chuyện có thể không quá phức tạp, nhưng đôi bên đều có cái tôi lớn và nhất định bảo vệ ý kiến của mình. Tuổi Đinh Mùi có thể bị tiểu nhân tung tin đồn nhảm, gây họa thị phi, khiến cho bạn đắc tội với không ít người, muốn an lành mà sống cũng khó. Tinh thần bất ổn, bản mệnh có thể suy nghĩ tới việc chuyển việc do bị tiểu nhân chèn ép, không thể làm những điều mình muốn, không thể phát huy được khả năng của bản thân. Có điều chuyển việc vào thời điểm này khá khó khăn, thay vì chạy trốn thì bản mệnh hãy thử đối mặt xem sao. Tiểu nhân lợi dụng tâm lý chán nản mà chèn ép con giáp này, vậy thì tuổi Đinh Mùi hãy cứng rắn lên, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, biết đâu có thể chuyển bại thành thắng. Tài lộc của mệnh chủ trong tháng cũng đối mặt nhiều sự bất ổn, thu nhập bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm, đã vậy có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh. Chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng, nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng, để tránh lãng phí và chủ động về tài chính. Tình hình sức khỏe tháng này của tuổi Đinh Mùi cũng giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên bị đau đầu, stress, mất ngủ, ăn uống kém ngon, lâu dài có thể bị sụt cân, nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa. So với thời gian trước, tình duyên của những chú dê khá ổn định và khởi sắc hơn hẳn, thiên diêu mang tới đào hoa cho người độc thân, mở ra cơ hội kết giao và tìm kiếm một nửa phù hợp, nỗ lực hóa giải những hiểu lầm, hoài nghi giữa các cặp đôi cũng có kết quả như ý, gia đạo an vui, tạo ra động lực lớn lao để chuyên tâm cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 8 âm lịch. Sau khi hết tháng cô hồn thì tháng 8 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi lại khá tốt, bản mệnh được hưởng nhiều âm phúc của tổ tiên mang lại, do đó sẽ gặp hung hóa cát,
những chuyện khó khăn sẽ được giải quyết một cách nhanh và gọn. Có thể thấy rằng, con đường sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi đang phát triển khá hanh thông trong tháng này. Nhờ có quan đới nâng đỡ, bản mệnh thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính con giáp này. Mệnh chủ ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà Đinh Mùi không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bản mệnh chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là nấc thang để bạn bước những bước lớn hơn trong tương lai. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi đang có những bước tiến khá vững vàng, dù có thể là bạn sẽ không thu được tiền về đầy túi ngay trong tháng này. Tuy nhiên, hãy tin rằng những gì mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng, cứ chăm chỉ rồi bạn sẽ có một mức sống dư giả trong tương lai. Căn cứ tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch, dịch mã cho thấy tháng này là thời điểm bản mệnh sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều Đinh Mùi cần làm là biết rõ và phát huy điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác, như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp các bác có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong tháng này, có lẽ tín chủ cũng sẽ phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân xuất hiện đúng thời điểm, sẽ giúp Đinh Mùi vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân và xu hướng xã hội, giúp tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 9 âm lịch không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 ở tháng này có dự đoán không tốt về mặt sức khỏe. Bạn dễ bị đau ốm, bệnh tật hơn và lâu khỏi bệnh. Vì thế, các bác hãy cố gắng rèn luyện và giữ gìn sức khỏe hơn nhé. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bản mệnh cần chuẩn bị trước tinh thần đối diện với khó khăn. Chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Trước hết, dưới tác động của cục diện tương phá, bản mệnh cần luôn chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể những người bạn bè, đồng nghiệp tưởng chừng luôn thân thiết với tín chủ đang tìm cơ hội để đâm sau lưng tín chủ đấy nhé. Tháng 9 này, Đinh Mùi không nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời xúi giục của người khác. Trước khi thực hiện một việc gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin cho chính xác, nếu không dễ đẩy mình vướng vào rắc rối. Gia chủ cũng không nên tốn thời gian để thương tiếc những kẻ đã phản bội mình vì lợi ích trước mắt. Hãy coi đây là một bài học xương máu để không tiếp tục mắc phải trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy, các bác Đinh Mùi đã đạt được thành công trước đó rất dễ rơi vào cảnh khó khăn, rắc rối, thậm chí là xuống dốc không phanh. Do đó, dù trước đó có thành công đến mức nào, mệnh chủ cũng không nên kiêu căng tự phụ, bởi đó có thể là nguồn cơn khiến các bác rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Tài lộc của bản mệnh không có nhiều điểm sáng trong suốt tháng này, vì vậy, Đinh Mùi cần chú ý trong cả lĩnh vực đầu tư và chi tiêu, không để đồng tiền bị tiêu tốn một cách vô ích, không mang lại lợi ích hoặc tác dụng gì. Cục diện tương phá khuyên tín chủ cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đầu tư, đặc biệt Đinh Mùi không nên nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời rủ rê bùi tai. Thời điểm này, tốt nhất là bạn hãy giữ kỹ những gì mà mình đang sở hữu, không nên vội vàng làm giàu kẻo sôi hỏng bỏng không. Người thành công hay tài giỏi đến đâu cũng không nên vì tính hiếu thắng của mình mà đâm đầu vào những công việc vượt quá sức của mình, nếu lựa chọn công việc không phù hợp với khả năng. Đương sự sẽ chỉ càng thấy mệt mỏi, thậm chí thất vọng về bản thân, làm ăn không những không thu được thành quả mà còn dễ rơi vào tình trạng thua lỗ. Tháng 9 này, Đinh Mùi cũng hạn chế cho người khác vay mượn, thậm chí càng là người thân quen lại càng phải thận trọng. Đừng mở hầu bao của mình một cách quá dễ dàng, nếu không thì các bác không những mất tiền mà còn mất các mối quan hệ. Tuy nhiên, dù tình hình sự nghiệp và tài lộc có không được như ý muốn, thì gia chủ cũng chớ nên quá thất vọng hoặc buồn bã. Thái âm là cát tinh có thể làm giảm đi những tác động tiêu cực không mong muốn, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Hãy luôn giữ trạng thái tâm lý tích cực, bản mệnh sẽ thấy những khó khăn trước mắt không còn quá ghê gớm nữa. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 trong tháng 10 được đánh giá là khá tốt. Ở tháng này, bạn sẽ được nhận lộc về tiền bạc cũng như ăn uống. Sự xuất hiện của cục diện tam hợp thái tuế, người tuổi Đinh Mùi làm gì cũng dễ dàng thành công như mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt. Lợi thế hiện tại mà tín chủ đang có không chỉ nhờ vận may, mà chủ yếu đến từ sự kiên trì cố gắng từ trước đó của bản mệnh. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng,
hoạch định rõ ràng về con đường phía trước của mình, Đinh Mùi cũng sẵn sàng đương đầu với khó khăn, chấp nhận rủi ro và cả sự thất bại, bởi hiểu rằng chẳng có con đường đến thành công nào trải đầy hoa hồng, hầu hết những khó khăn trước đây được tháo gỡ, nên con giáp này nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Đến thời điểm này, có thể nói những nỗ lực của bản mệnh đều được đền đáp xứng đáng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chẳng những vậy, các bác còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Tất cả là nhờ uy tín mà những chú dê đã cất công gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới cho bản mệnh nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Sang tháng Ất Hợi, tuổi Đinh Mùi được tài tinh cao chiếu, theo đó, cả chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, tiền bạc khá rủng rỉnh, chi tiêu không còn eo hẹp như trước. Người làm công ăn lương có thể đón tin vui về việc tăng lương hoặc tăng mức thưởng, mức hoa hồng. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, đơn hàng tới tấp, làm nhiều hưởng nhiều, thu nhập tăng lên trông thấy. Có điều, nên nhớ ở đời không có bữa trưa miễn phí, mọi thứ bản mệnh có được đều nhờ vào nỗ lực bản thân là chính. Vận khí tốt cũng chỉ hỗ trợ phần nào, theo đó, đừng ỷ lại vào người khác hay bất cứ thế lực nào, quyết định của tín chủ là quan trọng nhất. Phương diện tình cảm sẽ xuất hiện kỳ tích, có thể là trải qua bao ngày tháng đấu tranh với định kiến xã hội, sự phản đối của gia đình. Hai cô bác được danh chính ngôn thuận bên nhau, cũng có thể là mối tình từ thuở ấu thơ đưa hai trái tim xích lại gần nhau, tạo ra thiên tình sử vô cùng lãng mạn. Sức khỏe của tuổi Đinh Mùi không đáng lo, nhưng vì ngũ quỷ hung tinh rình rập, người nhà có thể gặp vấn đề, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ trong nhà. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 11 âm lịch. Năm Giáp Thìn 2024 tháng 11 âm lịch dự báo, Đinh Mùi dễ bị hao tán tiền bạc vào công việc và cuộc sống. Trong tháng này, bản mệnh cũng cần phải đề phòng bị tiểu nhân phá hoại trong công việc. Cục diện tương xung khiến cho tín chủ phải chịu đựng nhiều tác động xấu, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thời điểm này, Đinh Mùi chỉ cần cố gắng duy trì hoàn thành nhiệm vụ của mình là tốt lắm rồi, nhiều mục tiêu cao xa khó có thể đạt được thành quả như ý muốn. Con giáp này cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, tránh giữ quan hệ thân thiết với người mang lại ảnh hưởng xấu cho bản thân. Đó có thể là những kẻ đang chờ đợi một cơ hội các bác lơ là để cướp công lao của các bác trong một tập thể. Đinh Mùi hãy điềm tĩnh hơn trong cách cư xử, không có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Chính vì tháng này gia chủ ít có cơ hội gặp được quý nhân, nên bản mệnh càng phải ít gây thù chuốc oán với người khác. Đừng khiến công việc của mình vốn đã tiến triển khó khăn rồi lại còn bị người khác cản trở. Người tuổi Đinh Mùi không đưa ra được nhiều quyết định chính xác, cộng với việc phải chi tiêu tốn kém, nên vận trình tài lộc khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 11 âm lịch này. Tín chủ cần phải cố gắng thật nhiều, đồng thời cẩn thận hơn trong mọi việc mới tránh được việc làm ăn thua lỗ. Dưới tác động của cục diện tương hại, người làm ăn kinh doanh cần hết sức cẩn trọng trong việc giao thiệp, hợp tác với các mối khách hàng, đối tác của mình. Các bác chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ dê, dụ dỗ của người khác khi chưa kiểm chứng thông tin. Làm việc gì bạn cũng cần phải xác định được những nguồn thông tin chính xác rồi mới đưa ra quyết định. Người làm công ăn lương cũng sẽ phải trải qua một tháng với nhiều vất vả, bản mệnh làm nhiều nhưng được hưởng ít, thậm chí còn bị kẻ khác hãm hại nẫng tay trên công lao. Do đó, Đinh Mùi cần phải cẩn thận trong mọi việc, chớ chủ quan, lơ là, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất, việc hợp tác với đồng nghiệp cũng cần chú ý hơn trong tháng này. Quan đới cát tinh xuất hiện là dấu hiệu giúp bản mệnh tin tưởng hơn vào tương lai, chỉ cần các bác dành tâm huyết cho công việc, hạn chế tính tình nóng nảy, sinh chuyện thị phi với người khác thì mọi việc sẽ dần dần ổn định trở lại. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2024 tháng 12 âm lịch. Có vẻ như hai tháng cuối năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi không suôn sẻ lắm. Trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều chuyện xảy ra không như mong muốn. Theo tử vi tuổi Đinh Mùi 2024, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, bản mệnh lâm tượng tương xung thái tuế, báo hiệu công việc nhiều trở lực, tiền bạc phải vất vả lắm mới có được. Tháng này khối lượng công việc nhiều, tuổi Đinh Mùi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thời gian nghỉ ngơi hầu như không có, vì thế mà cân nặng có thể giảm sút. Tuy sức khỏe không hề hấn gì, nhưng tình trạng này kéo dài khiến cơ thể dễ suy nhược, nên cân bằng lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tài vận trong tháng khá tốt, thực thần chỉ lối dẫn đường nên may mắn theo chân con giáp này đến bất cứ nơi nào. Các bác có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, lại thêm nhiều khoản thu phụ, nào là tiền thưởng, tiền hoa hồng, túi tiền luôn rủng rỉnh, đặc biệt đây là tháng làm ăn buôn bán tốt. Nếu con giáp này có cơ hội thì hãy mạnh tay đầu tư kinh doanh, hãy nghiên cứu để nắm bắt thị trường, đón đầu xu hướng,
chuyện thắng lớn không quá xa vời. Mặc dù trong tháng 12 âm lịch này có đại hao hung tinh chiếu mệnh, nhưng lại ứng với điểm mua sắm, con giáp này tiền bạc dư dôi, nên có sắm Tết mạnh tay chút cũng không vấn đề gì, có thể thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Thứ nhất là không mù quáng kiếm tiền. Khi gặp phải thất bại thời điểm ban đầu ai cũng nản lòng, nên dễ sinh ra ý nghĩ tìm đến con đường làm giàu nhanh chóng. Sống ở đời, tín chủ có một trái tim nhiệt huyết là vô cùng tốt. Nhưng khi rơi vào nghèo khó, túng thiếu nhất định đừng làm việc này, đừng bao giờ mù quáng kiếm tiền, nhất là những người rơi vào nghèo khó, bởi khi ấy tín chủ dễ có tâm lý mặc kệ rủi ro. Bất chấp tất cả để làm giàu, những thị trường thay đổi không ngừng nghỉ, nếu mù quáng chạy theo mà không suy xét cẩn thận thì dễ mất cả chì lẫn chài. Thứ hai là giàu trong một sớm một chiều. Khi nghèo người ta chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền, thậm chí khát vọng giàu thật nhanh, trên thế giới này đúng là có những người giàu trong tích tắc, nhưng họ đều là những người xuất chúng, nếu tín chủ không có tư duy, kế hoạch như họ thì khó mà giàu nhanh được. Thế nên đừng nhìn người khác rồi áp dụng vào mình, bởi họ giỏi, họ thành công không có nghĩa tín chủ học theo y chang cũng sẽ được như vậy. Thứ ba là những công việc có lợi nhuận cao ngất ngưởng. Người ta vẫn nói lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao, những người nghèo ít vốn, nếu chạy theo kiểu kinh doanh này thì chắc chắn sẽ mất hết tất cả. Cổ nhân dạy, có đức mặc sức mà hưởng, tiền tài phúc phận ở kiếp này đều là do đức của tiền kiếp, hãy cứ chân chính mà làm ăn. Giàu nhanh, giàu bằng những đồng tiền không chính đáng, trong sạch thì sớm muộn gì cũng mất hết mà thôi. Thứ bốn là không tranh giành được mất. Nhiều người thành công chia sẻ rằng trong quá khứ, họ ngỗ ngược, ngông cuồng, luôn giành phần thắng, phần hơn về mình, nguyên nhân một phần vì tuổi trẻ nông nổi, chưa hiểu chuyện, chỉ khi tuổi đã cao họ mới nhận ra rằng tranh giành được mất quả là vô nghĩa, vì cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm cho họ biết rằng đáng quý nhất đó là sự an yên trong lòng, chứ không phải là cố gắng có nhiều vật chất, danh vọng hơn. Lời Phật dạy về hơn thua đã chỉ ra rằng, con người cố gắng ganh đua, đấu đá, hãm hại lẫn nhau, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng chết đi cũng là cát bụi, đâu ai có thể mang theo được gì. Sự thật là trong cuộc sống này, không phải là người luôn đúng, luôn khôn ngoan thì gặp may, ngược lại có những người được xem là khờ, là dại, còn chẳng cần tính toán gì nhưng cuối cùng lại được hưởng lợi, thế nên mới có câu, thánh nhân đãi kẻ khù khờ là vậy. Tranh giành chỉ là thái độ của người không hiểu chuyện, họ không biết đâu là lẽ sống của cuộc đời, cứ tưởng càng nhiều càng tốt, thế nên trong cuộc đời này, làm gì cũng cố gắng hết sức, dù kết quả có không được như ý thì cũng cảm thấy vui vì nỗ lực của bản thân, chẳng có gì để hối tiếc cả. Cuộc đời chẳng ai lường trước hết được có những gì sẽ xảy ra, thế nên cố gắng tránh bốn điều đại kỵ này để cuộc sống luôn an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào tín chủ nhé. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.